Xin chào các mẹ đã đến với kênh Vlog của Trâm. Cho những mẹ mới biết Trâm lần đầu thì Trâm xin tự giới thiệu, Trâm là nữ hộ sinh và là một chuyên viên tư vấn sữa mẹ. Trâm có một cái group có tên là hướng dẫn thông tắc tuyến sữa ở trên Facebook. Thì group này Trâm sẽ chia sẻ các cái kiến thức liên quan đến viêm tắc tuyến sữa, giúp cho mẹ tìm ra nguyên nhân khiến cho mình bị tắc tia sữa tái đi tái lại và cách khắc phục tình trạng tắc tia sữa. Đồng thời thì trong group có các cái clip thực hành trên người thật, mẹ có thể là nhìn và dễ hình dung để cho mình dễ thực hành khi mà mình bị tắc tia sữa hơn. Nếu như mẹ quan tâm thì có thể tham gia group này để mà mình học các cái kiến thức liên quan đến tắc tia sữa mẹ nhé. Chủ đề của ngày hôm nay là một cái vấn đề mà rất là nhiều mẹ lo lắng và quan tâm, đó là cái tình trạng mà bé hay quấy khóc, khó chịu và mẹ lầm tưởng là mình bị thiếu sữa. Vậy thì việc bé quấy khóc, khó ngủ, khó chịu có phải là do mẹ thiếu sữa hay không? Thì bây giờ cùng Trâm trả lời cái câu hỏi trên mẹ nha. Để trả lời câu hỏi trên thì trước hết mẹ cần phải nắm được các cái dấu hiệu bú đủ của con để biết xem là con bú đủ hay không, và từ đó sẽ giúp mình biết được là mình có đang thiếu sữa hay không. Thì nếu như mà một mẹ trước giờ không có bổ sung sữa công thức cũng như là sữa xin cho con á, mà bé vẫn có các cái dấu hiệu sau đây thì chứng tỏ là bé bú đủ mẹ nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ quan sát cái đầu ra của con. Nếu như mà bé có tầm 5 đến 6 bình ướt trở lên mỗi ngày và đặc biệt là nước tiểu của bé nhạt màu thì chứng tỏ là bé của mẹ là bú đủ rồi. Giống như là người lớn mình á, khi mà mình uống đủ nước thì mình sẽ đi tiểu thường là sẽ nhạt màu này, hoặc là thậm chí có những bé là nước tiểu là màu trong luôn. Đó là cái dấu hiệu mà cho thấy là bé của mẹ đã bú đủ. Và cái dấu hiệu thứ hai nó sẽ quan trọng hơn, đó là mẹ sẽ thấy là cuối tháng em bé sẽ tăng cân, tăng chiều dài tốt, thì chắc chắn là bé của mẹ đang bú đủ rồi. Vậy thì đồng nghĩa với việc là mẹ đang đủ sữa, chứ mẹ không hề thiếu sữa đâu mẹ nhé. Vậy thì nguyên nhân tại sao bé lại quấy khóc và khó chịu như vậy? Thông thường á, thì các cái bé sơ sinh sẽ có cái giấc ngủ nông rất là nhiều. Giấc ngủ nông hay còn gọi là giấc ngủ REM, Rapid Eye Movement. Thì ở em bé sơ sinh thì cái giấc ngủ nông nó chiếm tới 50%. Ở những cái em bé tầm 2 đến 3 tuổi thì cái giấc ngủ nông chiếm 25%. Và ở người lớn mình thì giấc ngủ nông chiếm 20%. Đó là lý do tại sao người lớn mình thì cái việc ngủ rất là dễ dàng, trong khi đó các cái em bé sơ sinh thì giấc ngủ của các bé rất là khó khăn, tại vì cái giấc ngủ REM, giấc ngủ nông nó rất là nhiều. Và biểu hiện của cái giấc ngủ nông này đó là em bé sẽ vặn vẹo này, sẽ uốn éo khó chịu này, bé sẽ rướn mình. Khi ngủ thì mắt của bé sẽ không có nhắm hẳn mà bé sẽ hơi hé mắt, hoặc là tròng mắt của bé sẽ đảo liên tục. Và cái giấc ngủ nông rất là dễ bị đánh thức bởi các cái yếu tố như là âm thanh, tiếng động, ánh sáng, rồi cái sự thay đổi tư thế một cách đột ngột. Đó là lý do vì sao mà khi mà các mẹ cho con bú thì bé sẽ ngủ ở trong cái vòng tay của mẹ, nhưng mà khi mà mẹ đặt bé xuống giường á thì bé lại thức giấc. Nhưng mà sau đó khi mà mẹ ấm bé, ôm và vỗ về bé trở lại thì bé lại ngủ lại. Nhưng mà mẹ lại vừa đặt bé xuống giường thì bé lại quấy khóc. Là vì là mình thay đổi cái tư thế của bé đột ngột, cho nên là sẽ khiến cho bé là dễ bị đánh thức và dễ bị quấy khóc trở lại. Thường cái giai đoạn mà bé hay quấy nhất á, là sẽ rơi vào tầm thứ 4 đến tuần thứ 8. Và tầm sau 3 đến 4 tháng thì thông thường các bé sẽ giảm cái sự khó chịu hơn, các bé sẽ bớt quấy hơn. Các mẹ cũng sẽ thấy là có những khung giờ á, có những cái khung giờ bé sẽ quấy hơn bình thường. Ví dụ như hôm nay bé sẽ quấy ở cái lúc là 3 cho đến 6 giờ sáng đi. Thì tầm vài ngày sau bé lại đổi cái giờ quấy, là có thể bé sẽ lại quấy tầm 7, 8 giờ sáng cho đến 9, 10 giờ. Hoặc là vài ba ngày sau thì bé lại đổi cái giờ quấy. Và vào những cái khung giờ như thế này thì mẹ sẽ cảm thấy là bé sẽ khó chịu hơn. Mặc dù là mẹ đã cho bú no rồi, bé đã bú đủ một cái cữ rồi nhưng mà bé vẫn khóc sau đó. Và chính vì điều này cho nên là mẹ ngộ nhận rằng là do mình thiếu sữa cho nên là bé mới quấy như vậy.
bé nhà Trâm ngày xưa đi, thì tầm ngày thứ 20 là bé bắt đầu khó chịu và quấy rồi. Thì cái lúc đó là bé Trâm thấy là bé đã bú rất là no rồi, nhưng mà khi mà Trâm đặt xuống á, thì bé khóc khóc thét lên. Khi mà Trâm ẵm lên thì bé lại nín, nhưng mà cho bú thì bé lại nhất quyết là không chịu bú, tại vì lúc đó là bé đã no rồi mà. Và người của mình là luôn trong cái tình trạng là lúc nào cũng căng cứng và dư sữa, tại vì sữa của Trâm lúc đó là Trâm cũng có cho sữa mà, cho nên là không thể nào là do mình bị thiếu sữa cho nên là bé mới quấy khóc được. Thì lúc đó Trâm mới tìm hiểu và Trâm được bác sĩ sữa mẹ Anh Thi chia sẻ và nói với Trâm đó là do con của Trâm vào cái thời kỳ quấy, vào cái thời kỳ khó chịu rồi, cho nên là em bé sẽ quấy hơn, mặc dù đã bú no rồi nhưng mà bé vẫn khóc và vẫn khó ngủ hơn, vẫn khó chịu hơn. Vậy thì cái cách để mà giúp cho các bé là bớt quấy hơn thì chúng ta chỉ có thể là dỗ dành bé thôi, trấn an bé thôi, và từ từ khi mà bé lớn hơn tầm 3-4 tháng trở đi thì cái tình trạng quấy của bé nó sẽ bớt đi. Và Trâm thấy là tầm 3 tháng bé, trong tầm khoảng 3 tháng là cái tình trạng quấy của bé nó đã bớt hẳn, nó đã bớt đi rất là nhiều. Và thực ra thì đây là một cái biểu hiện rất là bình thường về cái giấc ngủ của bé, chứ nó không có gì là bất thường cả đâu các mẹ nhé. Tại vì khi mà em bé sinh ra ngoài môi trường bố mẹ ở cái môi trường bên ngoài thì em bé chưa có thích nghi được với lại cái môi trường mới cho nên bé sẽ cảm thấy là bất an, khó chịu, và bé sẽ phải dùng tiếng khóc của mình để mà báo cho mẹ biết là con đang khó chịu đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta lúc này đó là chúng ta hãy cố gắng dỗ dành con, ở bên con, trấn an con bằng mọi cách để giúp cho bé có thể là thoải mái và bình tĩnh hơn. Thì tầm 3-4 tháng đổ đi, các bé sẽ đỡ quấy và đỡ khó chịu hơn các mẹ nhé. Thì để cho các mẹ thấy là nếu như mà em bé của mình quấy khóc và khó ngủ ở trong một cái khung giờ nào đó trong ngày ấy, thì không hẳn là mẹ bị thiếu sữa đâu, mà đó có thể là vào một cái khung giờ mà bé khó chịu trong người thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta vẫn là ở bên cạnh con và giúp con vượt qua được cái giai đoạn này. Yên tâm là nó sẽ qua, chứ nó không như vậy mãi đâu mẹ nhé. Và thường thời gian đó thì như Trâm nói lúc nãy, đó là tầm 3-4 tháng đổ đi, em bé sẽ bớt có khó chịu hơn. Một tin vui cho các mẹ nữa là không hẳn các bé ngủ sâu thì mới có thể phát triển tốt đâu, mà chính cái giấc ngủ nông cũng là cái việc giúp cho não bộ của em bé phát triển. Giấc ngủ nông là một cái hình thức tập thể dục cho não bộ của em bé. Những cái động vật càng cấp cao thì giấc ngủ nông sẽ càng nhiều. Cái thứ hai là giấc ngủ nông sẽ giúp tăng khả năng sống sót của bé, tại vì em bé sơ sinh thì thường sẽ có những cái cơn ngưng thở, và chính cái giấc ngủ nông này sẽ giúp đánh thức bé để bé không có bị ngưng thở lâu, và nó sẽ giúp cho bé giảm được nguy cơ đột tử sơ sinh. Cái thứ ba là giấc ngủ nông sẽ giúp dễ dàng đánh thức bé mỗi khi bé đói và giúp cho mẹ có thể nhận biết để mà cho ăn đúng lúc. Vậy thì khi nào mẹ mới cần phải lo lắng về cái tình trạng quấy khóc và khó ngủ của con? Cái thứ nhất là khi mà các mẹ quấy khóc suốt 24 giờ trong ngày, tức là giờ nào bé cũng quấy khóc, thì khả năng là bé đang có một cái khó chịu hay là một cái bệnh gì đó ở trong người. Và thường bé sẽ kèm theo như là sốt này, bé sốt này, rồi bé nôn ói, hoặc là bé tiêu chảy, đau bụng chẳng hạn. Hoặc là cái linh cảm của mẹ thì mẹ cảm thấy là hôm nay có vẻ như em bé của mình nó không quấy giống như là những ngày thường. Trâm thấy là cái linh cảm của người mẹ cũng rất là chính xác. Nếu như mà mẹ cảm thấy như là cái ngày đó mà bé quấy nó rất là khác, và rất là khác hơn so với lại những ngày bình thường thì mẹ có thể cho bé đi khám để biết xem là cái nguyên nhân khiến cho bé quấy khóc và khó chịu là như thế nào mẹ nhé. Và Trâm hy vọng là sau cái video này thì mẹ sẽ phần nào đó bớt được cái lo lắng khi mà thấy con quấy khóc và khó ngủ. Và chúng ta cũng tự động viên và an ủi cho bản thân mình rằng là một em bé mà hay quấy khóc như vậy thì sau này bé sẽ thông minh lắm đây. Cho nên là các mẹ đừng lo lắng khi mà con mình hay quấy khóc như vậy mẹ nhé. Nếu như các mẹ thấy video này có ích thì có thể nhấn like và đăng ký
kênh để ủng hộ cho Trâm và nhận được thêm nhiều video mới của Trâm mẹ nha. Hẹn gặp lại các mẹ trong vlog lần sau.